Chiêu. Đây các bạn. Hôm nay thì mình sẽ bàn luận cho các bạn về lý do tại sao mà cuối năm nay toàn là những con xe BU dòng K nó sẽ xuất hiện trên thị trường, và dòng K nó sẽ trở thành cái dòng mainstream sắp tới mà các bạn sẽ sử dụng chủ yếu là với những con men B660. Còn bây giờ thì xin mời các bạn đi sau video để tìm hiểu lý do tại sao mà mình lại nói đặc biệt là những con KF hoặc là những con xe BU i5-12600KF sẽ trở thành nhân vật chính của các bạn cuối năm nay nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, trước khi bắt đầu cái video này thì mình sẽ phải cắt nghĩa lại cho các bạn, tại vì mình biết là sẽ có một số bạn trong đây là vẫn chưa biết cái khái niệm xe BU dòng K là gì. Xe BU dòng K nôm na đi, là một cái dòng xe BU mà đã unlock rồi, tức là các bạn có thể sử dụng nó để mà ép xung. Đấy, ép xung lên rồi bạn có thể tinh chỉnh điện cho nó để nó có thể chạy mát hơn, chạy hiệu quả hơn trên những con men dòng Z của Intel. Đấy. Hồi trước thì xe BU dòng K và dòng non-K, tức là cái dòng không có chữ K đằng sau, nó phân hóa với nhau chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà nó vẫn thiệt sự là cũng có một cái sự phân ranh rõ ràng giữa Intel. Tại vì đợt đó mình nhớ là vào cái thời điểm cách đây khoảng một năm thôi, tức là khi mà chưa có những con series 12 này ra mắt á, thì những con xe BU dòng K là những con xe BU chủ yếu là dành cho những cái đối tượng sử dụng là enthusiast hoặc là power user, tức là những người thực sự mà cần một con xe BU mạnh và họ phải an tâm khi mua nó về để sử dụng thì họ mới mua. Tức là họ mang về để họ ép xung, thì họ khi mà bị cháy nổ đúng không, thì họ vẫn sẽ được support bởi Intel. Và lúc đó cũng chính là lúc Intel chưa bỏ đi cái giới hạn về bảo hành toàn diện của mình. Những cái lợi thế của xe BU unlock á, là những xe BU dòng K hồi xưa thì nó khá là rõ ràng các bạn, giống nãy mình mới có nhắc cho các bạn về cái chính sách bảo hành toàn diện đúng không. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ được có một con xe BU bên trong đây, mình nói nhỏ với các bạn thôi nha, là những con xe BU dòng K thường nó sẽ được cắt ra từ những tấm wafer rất là chất lượng. Vậy nên là khi mà các bạn ép xung á thì nó sẽ có cái độ ổn định cao, và đặc biệt là nó sẽ kiểu có nhiều anh em nào thích chơi xổ số đúng không, thì các bạn sẽ biết tới Silicon Lottery, và đó là lý do tại sao mà khiến cho những con xe BU dòng K rất là hot. Nhưng mà thời gian dạo gần đây á, chỉ vì một vấn đề duy nhất thôi là Intel họ đã dỡ bỏ đi cái chính sách bảo hành toàn diện của mình, cho nên những con xe BU dòng K tại hiện tại đã không còn quá hot nữa. Tuy nhiên nó hot là bởi vì những con KF như thế này. Và đây, mình sẽ trình bày cho bạn những lý do tại sao thời gian sắp tới những con KF này nó sẽ rất hot. Đầu tiên là về mức giá. Hồi trước thì chúng ta vẫn thường thấy là những con dòng K này sẽ có mức giá rất là cao đúng không các bạn? Và nó out hẳn so với những con xe BU dòng thường, những con xe BU không có K. Nhưng mà dạo gần đây khi mà có cái sự xuất hiện của những con Gen 12, và đặc biệt là những con K nhưng mà có hậu tố F, tức là không có IGBU bên trong á, thì giá của nó rất là tốt các bạn. Một cái con 12600KF này các bạn có thể thấy ở trên màn hình đây ha, nó chênh lệch giá so với cái con mà không có chữ F khá nhiều, và nó cũng khá là xem so với những con 11400. Vậy nên là nếu như bây giờ bạn chỉ cần một con CPU có hiệu năng cao hơn, có nhiều nhân hơn, và đặc biệt đây cũng chính là cái lợi thế thứ hai của nó là nó có cấu trúc mới, thì bạn nên mua một con KF thay vì mua một con dòng A giống như là một con 12400 hoặc 12600 sắp ra sắp tới. Thêm một cái nữa nha, đối với chúng ta khi mà các bạn mua những con dòng K sẵn hồi trước đi, thì chúng ta sẽ thấy là có những con men B có thể chạy được những con dòng K nhưng mà số lượng nó không nhiều. Nhưng mà dạo gần đây các bạn có thể thấy là những con men B, thậm chí là có những con men B mà giá rất là hợp túi tiền mà chỉ khoảng 5 triệu thôi, các bạn nó có thể chạy được những cái con CPU dòng K rồi, và nó đủ sức để kéo cánh những con CPU dòng K này luôn. Bởi vì men B bây giờ nó cũng có khả năng ép xung luôn cả RAM, và bạn hoàn toàn có thể ép xung RAM lên để tận dụng được tối đa hiệu năng của những CPU dòng K này mà không cần phải ép xung CPU. Đó. Và trong cái bối cảnh này đi, khi mà mình tổng hợp cho các bạn tất cả những cái lý do này, Intel thứ nhất là họ đã dỡ bỏ đi cái sự an toàn nhất dành cho những người dùng CPU dòng K, bạn không được bảo hành toàn diện nữa. Đấy. Và bây giờ nó sẽ trở thành con CPU bình thường, đúng chưa? Bây giờ bạn sẽ có được cái sự hậu thuẫn từ men B. Bây giờ bạn sẽ có được cái sự hậu thuẫn từ cấu trúc mới. Nó mát hơn, nó mạnh hơn, và đặc biệt là giá của những con CPU dòng K này bây giờ cũng đã xem so với những con CPU mainstream. Vậy nên đó là lý do tại sao mình nói với các bạn những con CPU dòng K hoặc là những con CPU ép xung sẽ là những con trong thời gian sắp tới trở thành những con hot nhất và là những con quốc dân, chứ không còn là những con CPU bình thường nữa. Còn các bạn thì bạn thấy như thế nào về cái góc nhìn của mình? Bạn có cái góc nhìn khác hay không? Bạn có thể để lại comment phía bên dưới, chúng ta cùng bàn luận. Bạn cứ để lại phía bên dưới thì mình đọc hết đó. Còn bây giờ thì cảm ơn mình đã xem video đến tận giờ phút này. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe, thêm một sự ghi nhận cho công sức của tụi mình. Và nếu thấy cái video này hay thì đừng quên share cho bạn bè nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.